Để phục vụ tốt nhu cầu của du khách đến Huế tham dự Festival nghề truyền thống và du lịch trong dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, Sở Du lịch và các ban ngành liên quan đã thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra hệ thống khách sạn, dịch vụ và môi trường các điểm du lịch trên địa bàn. Nhìn chung, các đơn vị cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đều đã có sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết phục vụ lượng khách tăng cao. Đây cũng là cơ hội quý giá để ngành du lịch dịch vụ có sự phục hồi và phát triển. Trong suốt thời gian trước trong lễ hội, các ngành chức năng tiến hành kiểm tra các khách sạn tại thành phố Huế, các điểm tham quan, cơ sở dịch vụ, trong đó tập trung kiểm tra về phương án tổ chức các hoạt động phục vụ khách du lịch trong dịp nghỉ lễ, việc bố trí đủ lực lượng, cơ sở vật chất, thực phẩm và điều kiện cần thiết để phục vụ du khách, đồng thời kiểm tra về đảm bảo an toàn cho khách du lịch, bố trí cảnh báo cứu hộ cứu nạn, tăng cường kiểm tra đảm bảo an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh theo quy định và khuyến cáo của ngành y tế. Đoàn cũng kiểm tra về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường cảnh quan, kiểm tra về đăng ký, niêm yết giá và bảng đúng giá niêm yết. Ngành du lịch đã chủ động nắm tình hình và cùng là thành lập một đoàn liên ngành kiểm tra để đôn đốc nhắc nhở cũng như là đánh giá lại toàn bộ hệ thống lưu trú, các nhà hàng dịch vụ ăn uống trên địa bàn để nhằm đảm bảo du khách như là công tác phòng cháy chữa cháy, công tác an ninh về môi trường du lịch, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, về niêm yết giá phòng để đảm bảo cho du khách và nhân dân trong thời gian dịp lễ và cũng như toàn bộ diễn ra cái festival nghề truyền thống của thành phố Huế năm 2023 này. Tại một số cơ sở lưu trú, điểm đến, cơ sở dịch vụ, đoàn đến kiểm tra, phần lớn đều có sự đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, đảm bảo chất lượng các dịch vụ. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ cũng được cả cơ sở lưu trú chấp hành khá đầy đủ. Lượng khách lưu trú trong dịp lễ hội tăng cao. Những ngày cao điểm từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, nhiều khách sạn đã full phòng. Các khách sạn tăng cường chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng phục vụ du khách đến Huế, đồng thời đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng và thực hiện giá bình ổn trong suốt dịp lễ hội. Chúng tôi luôn chú trọng đến cái tâm lý của khách hàng, luôn bình ổn giá, đảm bảo giá so với lại giá mà chúng tôi đã công bố. Không có chương trình tăng giá nhân dịp lễ Tết, mà thậm chí là chúng tôi còn đưa ra rất nhiều các cái chương trình trải nghiệm, các cái chương trình giảm giá cho khách hàng để họ được nhiều những cái ưu đãi cũng như là những cái dịch vụ trải nghiệm khi đến với Sena. Cái vấn đề về an toàn thực phẩm thì tụi em luôn luôn là dù dịch hay không tụi em cũng đảm bảo là vệ sinh xung quanh khuôn viên và thức ăn thì nhập vào luôn luôn phải có chứng từ và có nguồn gốc, có đã sử dụng trước lễ thì tụi em cũng đã cố gắng rất là vệ sinh thường xuyên hàng ngày để đảm bảo cho khách địa phương cũng như khách du lịch đến để có một cái không gian là sạch sẽ, thức ăn là đã có chất lượng. Qua kiểm tra, đoàn đã nhắc nhở các khu điểm tham quan du lịch bố trí thu gom rác thải kịp thời, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, chỉ dẫn khách cùng tham gia bảo vệ môi trường, đồng thời cần có biện pháp kiểm soát giá dịch vụ du lịch, các tổ chức cá nhân kinh doanh du lịch tuân thủ nghiêm quy định về đăng ký, niêm yết giá và bảng đúng giá niêm yết, không để xảy ra tình trạng tùy tiện nâng giá, treo kéo gây phiền hà du khách hoặc gây sốt giá, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của địa phương. Chủ trọng thực hiện 2K trong phòng chống dịch COVID-19, tăng cường công tác chữa cháy, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, trong đó cần thường xuyên lưu mẫu, kiểm tra xuất xứ nguồn gốc thực phẩm, nâng cao ý thức thái độ ứng xử với du khách, tạo không gian môi trường điểm đến khách sạn sạch đẹp. Ngành du lịch là có những đường dây nóng để hỗ trợ du khách, ví dụ như du khách bị các nàng chèo kéo xích lô hay là về giá phòng niêm yết là không đúng với thực tế hay là có những vấn đề khác thì du khách có thể phản ánh qua đường dây nóng ngành du lịch và ngành du lịch sẽ chỉ đạo thanh tra cũng như các đơn vị khác và phối hợp với công an thành phố, công an tỉnh, với thành phố và các đơn vị khác để xử lý kịp thời. Ngành du lịch sẽ phối hợp thực hiện công tác kiểm tra trong suốt lễ hội với các hình thức thanh kiểm tra đột xuất hoặc kiểm tra theo yêu cầu, kiểm tra theo phản ánh của du khách nhằm hạn chế tình trạng nâng ép giá, đảm bảo chất lượng dịch vụ, an ninh an toàn cho du khách khi đến tham quan du lịch Huế. Ngành du lịch cũng phối hợp với công an và các địa phương có đường dây nóng hỗ trợ du khách khi cần thiết.